Nope. Hai cái limit rồi, tôi limit rồi không ạ? Limit cho TF nha. Long tứ thân bài. Ok, hôm nay thì em sẽ thể hiện cho anh em con long tứ thân bài này nhá. Các ông coi game này tôi đánh cho Vene, game này phải chết khoảng tầm 17 mạng. Đánh không 017. Is it me? Looking for. I got you, homie. Hello. Is it me? I'm looking for. Another one. Oh yeah, anh em thấy chưa? Em đã bảo em là long thần bài mà. Phi là cái nào là nó sẽ ra cái bài vào đấy anh em ạ. Chỉ có bài vàng thôi. Mình lia bớt mấy con xa đi nha các ông nhá. Các ông đi lên, các ông lia bớt mấy con xa đi. Đó, chơi trên đầu trên cổ luôn. Đó. Được quá nhở. Trời ơi, được quá nhở. Trời ơi, em đã bốc rồi, em đã bảo rồi. Đừng có đánh nhau với em bốc bài toàn bài vàng không á. Không tin à? Cái cô này ông ý. Ông ý không tin anh em ạ. Không tin. Bạn ấy không tin mình là thần bài. Anh em đang nghe đến thần bài Long Tứ chưa? Mỗi tội là farm hơi ngu thôi. Nope. Lắc anh em ạ. Lắc anh em ơi. Tình huống này em chưa trải qua bao giờ cả. Con xe này nó bị lỗi cơ ông ơi. Đi hot cố tình cho tôi mít xe đấy. Dễ gì. Này. Mình giả vờ mình đánh ngu như vậy để cho nó tưởng mình ngu thật nè. Đó, à, bắt đầu là bây giờ mình bắt đầu đánh thật nha. Giờ ông lao lên cái là mình bài vàng, mình ném phát ba cái kích hoạt nội tại. Này. Thấy chưa? Một cái, hai cái, ba cái, đánh nhau luôn. Thấy chưa? Như sách giáo khoa luôn. Như sách giáo khoa. Giờ mình lên 6 phát là mình lên top luôn nha các bạn. Cái cô này cho nó quy đau đấy nhở. Cái cô này nó quy vào mình có lính xa là đau đấy. Từ lên phát này. Mình lên 5. Được không ta? Tôi lên top này, tôi lên top này này. À, nó chạy lên trước rồi anh em. Lên không? Né làm gì ông ơi, né sao được né. Có mắt chạy liên tiếp lại công này. Tại nó cầm kiệt sức, nó cầm thanh tẩy là nó sống rồi, ai kêu cầm kiệt sức chi. Hello motherfucker. Ok. Thả con xe bắt thằng Kai'Sa, bắt thằng Kalista chứ nhầm. Lùi nhá. Ui nó lên kìa, nó lên kìa. Thôi mà. Tha đi mà.
Trời ơi, cháy sườn không anh em? Trời ơi. Được chưa? Bài xanh luôn cho sợ này. Bài xanh ông luôn đấy, ông sợ chưa? Mẹ, tưởng nó lao vào luôn chứ sao lao vào đi trời. Úi trời ơi. Trời ơi bài kìa. Nói vì bài thế thì đỡ làm sao được, đúng là thần bài Long Tứ khác rồi. Trời ơi, Blue em đâu rồi? Thằng nào ăn cắp con Blue em rồi? Em trận đấu này em chưa được có Blue nào các bác ạ. Rác vừa rồi bạn ơi. Trời ơi, nó đi lo AFK. Nó đi nó dối công ạ. Tôi không hiểu dối cái gì luôn ấy. Đi mua cái thước về. Ok. Má cái mũ là đủ tiền cho ta. 2k3. Sắp đủ rồi các ông ạ. Con này mình cứ ở mid rồi nha các bạn nhá. Con này mình cứ ở mid rồi này, giờ mình sẽ đánh với là theo rắc này. Đánh lên top đi. Mình sẽ đánh ở mid thôi nha các bạn. Cái tầm này là cần phải chiến thuật này. Mình đánh nhau rất là khó có thể win được, nên là mình sẽ phải đánh lẻ ra. Từ từ là anh em này, giờ mình núp này. Tốt đi. Chia ra nha, chia ra nha. Để tốt lên, để tốt lên, để tốt lên này. Từ từ nhé anh em, từ từ nhé. Cứ tập trung vào này quá. Hello Bảo Ngọc nha, hello em. Bảo Ngọc cho bạn 45 sao mua hộp sữa. Hello anh. Một lô. GG. Ok.
Đi đi.